Xin chào tất cả các bác, các bạn, các em, các anh chị em câu cá. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác các mẫu máy câu lua dành để lua suối hoặc lua lóc size 2000 và 2550 của Daiwa, giá bình dân. Anh em nào có nhu cầu thì you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Thứ nhất là chúng ta đến với lại mẫu máy Daiwa đầu tiên, đó là mẫu Squidfire RA2550. Đây là mẫu Squidfire RA2550 anh em nhé. Đấy. Thông số cơ bản của máy thì em nhìn này, áp dụng công nghệ ABS Twin Booster. Đấy, bearing. Con này là một bài đạn. Đấy. Một bearing. Về máy thì
cột khá là lớn này. Các bạn nhìn là cốt con này là khá là to này. Này, kết cấu bên trong của nó đây. Đấy. Dòng này thì điều chỉnh bên dưới edit anh em nhé. Nó gọi là máy đuôi chuột. Đấy. Hay máy bay tuler. Đấy. Phù hợp cho anh em lua lóc, lua suối. Đấy. Anh em nào có nhu cầu liên hệ nhá, số điện thoại để dưới video, địa chỉ để dưới video nhá. Tiếp theo là đến với mẫu Daiwa Striker Fork 2000B. Mẫu này này thì vẫn có khóa hai chiều, một chiều hai chiều này. Đấy. Kết cấu bên trong thì mình cũng quay cho anh em xem rồi, giờ tháo luôn cho anh em xem lại nữa này. Cái mẫu này mình bán rất nhiều rồi.
Đây kết cấu bên trong này, cốt máy đây. Còn đây là lô máy này, lô của máy 2000 anh em cầm rất là nhỏ, nhỏ rất là nhỏ xinh, nhỏ xíu à. Đây là phù hợp cho anh em câu lôi suối này, câu trợ máy rất là ok vì kích thước của nó rất là nhỏ và nhẹ. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé, số điện thoại em để dưới video này, địa chỉ để dưới video nhé. Giá là 320.000, máy Daiwa Chicago Fox 2000B.